Dung xin chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay Dung làm chả hấp chay. Các bạn thấy nó hấp dẫn và ngon nè. Nếu các bạn thích cái món này, cùng vào bếp làm với Dung nha. Các bạn, nó dai lắm. Mà nó dai nè, các bạn thấy. Dai sợ luôn, nó không có bể, không bở gì hết. Gồm có nguyên liệu ở đây là 800g đậu hũ. Cái đậu hũ này Dung làm là cố tình Dung ép cứng nha các bạn. Mình muốn làm ra cái món đồ ăn của mình á, chứ mình không có ép mỏng. Cho nên là Dung làm rất là cứng. Đây là 250g bột mì căng. Dung sẽ dùng đây bột mờ, bột măng là 70g. Bột gạo cũng 70g. Đây là bột nổi các bạn, cái bột mà làm bột bánh mì á, Nhung dùng nó 15 gram nha. Nước thì 2 cup nước và 500 ml nước. Bây giờ Nhung sẽ cho bột đậu hũ và mình xay chung nha các bạn. Trước tiên Nhung sẽ cho bột mì căng vào không tô. Giờ Nhung cân bột gạo ở đây 70g. Giờ Nhung cho chung vô đây luôn. Giờ mình cân bột gạo cũng là 70 luôn. Cho chung vô đây luôn. Hai muỗng bột nêm chay, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, trộn đều lên các bạn. Giờ cái nước này Dung sẽ cho vô từ từ các bạn. Cứ nhồi cho đều nha các bạn. Bột năng, bột mì căng vô. Giờ nó vẫn dai luôn nè các bạn. Giờ Dung xay đồ hũ trước nha các bạn. Bây giờ cái đậu hũ mình xay trước á, cho nó nhuyễn ra rồi mình cho thịt chay vô nha. Giờ mình chuẩn bị xay tiếp nha các bạn. Đây nè các bạn. Ủ nha. Cho vào thau đây mình ủ. Các bạn đánh sao mà cho nó đều lại với nhau nha, nó hòa quyện với lại cái thịt chay của mình á, đậu hũ á, nó đều với nhau nè. Bây giờ cái này đã xong các bạn. Đây là Nhung ủ ở đây là tức là cộng tổng cộng là 1 tiếng 30 phút nha các bạn. Nở gấp đôi nè. Giờ Nhung lấy ra nha. Cái bao này nó chịu vẫn nóng được nha. Tại Nhung xài cái bao này hoài nè. Thank you.
mình cán cái bao thì nó sẽ đều hơn. Cái bao này các bạn mua ở ID nha. Nếu mà các bạn mua được cái bột mì canh đó, thì các bạn làm nó khỏe hơn. Rồi nó so sánh với nhau có 10 cent nè các bạn. Thì nếu mà các bạn trường hợp nào mà không có bột mì canh thì bắt buộc mình mới làm bột mì thôi. Bột mì thì các bạn làm cũng giống như công thức của mình, nó làm ra thành bột mì canh đó. Cho nó ráo nước rồi mình xay với đậu hũ. Xay mình cho chung với lại bột nổi nha. Ở đây chung để 4 bao nè các bạn. Chung để chồng chồng nó lên hấp luôn nè. Một sửng một thôi. Bây giờ vô đá bắc lên hấp. Bây giờ mình đã hấp xong rồi các bạn. Chung hấp ở đây là 20 phút thôi nha. Bây giờ chúng sẽ đem ra ngoài nóng lắm. Ngoài trời nó lạnh đó các bạn. Bây giờ nó đã nguội rồi các bạn. Bạn thấy nó ngon không? Quá trời ngon luôn nè. Nó có cái đậu hũ với bột mì canh mà nó nhìn nó ngon dễ sợ luôn. Quá trời ngon nè. Cái món chả mình làm cái chả đậu hũ này nhìn nó thấy nhìn nó hấp dẫn này các bạn. Bây giờ Nhung sẽ lấy một miếng ra cắt thử nha các bạn. Các bạn cắt theo canh theo sở thích của bạn nha. Các bạn nhìn nó xốp nó ngon không nè. Đó, ngon ghê không? Các bạn có thể cắt theo sở thích của các bạn nè, xào nấu nướng. Trông nó ngon nè các bạn. Nó có bột nổi đó các bạn. Thì nó sẽ nhiều, nó nhiều nhân gấp đôi luôn. Nhìn nó xốp mà nó nhẹ bông luôn mà nó dai nè các bạn thấy dai sợ luôn, nó không có bể không bở gì hết. Cái này là nó chín rồi đó các bạn. Bây giờ cái món chả của mình đã xong rồi các bạn. Chả hấp. Nhìn nó ngon không? Cái này mình có bánh ướt đó các bạn. Ăn nó ngon, mình kẹp với bánh mì cũng ngon đó nè. Mà ăn với cơm hoặc là xào với rau cũng thấy ngon luôn. Cái này là chỉ là mới Nhung cá mới cắt được có một miếng thôi nha các bạn. Ở đây là còn 3 miếng nè. Các bạn thấy nó xốp và nhiều ghê không? Rất là dai. Đó. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha các bạn. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới. Nhung chúc các bạn thành công mọi việc nha. Được sức khỏe dồi dào, tâm thanh an lạc. Bye bye.